Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi thăm những ngôi nhà của người dân tộc Mông, nơi tôi đang sinh sống và công tác nha. Để xem nhà những người dân ở đây, chắc chắn là toàn nhà bằng gỗ, bằng cây thôi. Nơi này chưa có ngôi nhà gạch nào của người dân cả. Đây này, chó này, váy của đồng bào Mông này, củi. Đấy là người phụ nữ đang quét nhà. Nhà này tôi quen mà, chồng không ở, người phụ nữ chắc lạ mặt nên là chạy vào nhà rồi. Ở đây còn chưa biết nói tiếng Kinh ấy, đa số phụ nữ. Đây là cái máy thái chuối, thái cỏ voi để chăn bò. Máy tút lúa, nhà bếp bằng gỗ. Đây có tét nước được nhà nước hỗ trợ, tiếng nước nhựa. Bên kia là cái ao cá, xà phơi quần áo. Vườn chuối. Cái nơi này là 90% dân số là dân tộc Mông. Đây là Sơn Lập, Bảo Lạc, Cao Bằng. Ra đi chơi tiếp nha. Chuối này. Ở đây có chiếc chuồng, chuồng gà đấy. À, hôm nay đang có gió mùa đông bắc đang về. Mai kia là thời tiết rất là lạnh này. Chuối đây rất là to nhá. À, cao là hơn chục mét. Chơi tiếp nào. Em chuồng bò của họ nha. Này là chuồng bò. Tất nhiên rồi, tôi sẽ chia sẻ cho cộng đồng xã hội được xem trên YouTube. Cái hình ảnh này thì tất nhiên là quá quen thuộc với người dân ở đây và đúng là tôi. Chắc chắn sẽ rất là xa lạ với những chốn phồn hoa đô thị. Chuồng bò nào là cây The Pro. Đây là có bãi cây này gọi là cây bon, người dân đây để trồng chăn lợn, chuối, chăn bò. Và đây cũng là một ngôi nhà nữa này, đây là nhà sàn nha. Và khi ta nhìn lên đây thì có đặc thù là cái váy của người phụ nữ Mông là họ thường phơi ở trên tầng. Váy người Mông màu xanh. Đúng ra mình đi quay phim này phải xin phép họ, nhưng mà chả thấy có người ở nhà nên mình quay cũng được. Mà dân đây chắc cũng đồng ý cho mình quay thôi. Đây là cái vườn rẫy họ trồng ngô.
trồng mùa đến mùa để trồng ngô. Ủa gì đây? Mùa xi. Ủa là gì đó? Mùa xi. Ôi, mùa này chăng. Người phụ nữ Mông này nói tiếng Mông, không biết nghe tiếng Kinh. Không giao tiếp được với nhau, quả thật là bất đồng ngôn ngữ. Những cô gái thì chắc chắn là tuổi 34 là lấy vợ rồi. Trên kia một cái nhà nữa. Đây, nhà này rất sạch sẽ nha. Nhà sàn Le Pro. Chỗ này bếp. Đây là nguồn nước tự chảy từ trên núi xuống. Rất trong và sạch. Nơi này thì chắc chắn là sẽ giống đại đa số các tỉnh miền núi phía Bắc thôi, miền Tây Bắc, Đông Bắc. Đấy, dưới sàn nhà. Đây bên kia có vườn rau. Chứ đây là cột nghiến ấy. Nhà sàn rất truyền thống các bạn. Tất nhiên là đây không được đẹp được. Có cổ rô, cổ voi, có vườn này, vườn cây này. Và bên đây là chuồng bò của người dân. Những hình ảnh này thì quen thuộc với tôi, với những người dân ở miền núi phía Bắc. Nhưng chắc chắn ví dụ như những cái video này mà nó đi đến đất nước Mỹ thì chắc chắn người ta phải nghĩ, chắc chắn là người ta sẽ thấy khác. Đấy, là ngàn. Đây chủ lợn. Đây chuồng gà. Là vườn cây ăn quả của người dân. Cái bưởi. Mùa đông đến rồi, con bò này được che chắn cẩn thận nhé. Và đây là cỏ voi được chặt thái cẩn thận. Con bò này trị giá chắc cũng phải 30 triệu. Đấy, nhà sàn. Lang thang nhà sàn.
dân ở đây rất là tốt, mình mà đến mà quen mình họ có thể sẵn sàng mổ gà tiếp mình ấy. Mình mà từ chối người ta còn ngại, mình còn không hài lòng. À, đây có một cái chuồng lợn, à, đây con lợn xề rồi. Con lợn này chắc để làm giống này. Con lợn mẹ để làm giống rồi. Đây mới phải lợn lợn đen này, 1000% luôn không? Không thể lạc đi đâu được. Đây, bên kia có một chú đó. Dân đây họ nuôi lợn thả rông thôi. Những cái mùa ngô người ta mới nhốt, mùa đây này, mùa người ta trồng ngô ở đây này, trồng ngô ở đây người ta mới nhốt nhốt gà, người ta mới nhốt những con gà bên kia và con lợn cái vào chuồng. Nhưng còn mùa này sau khi thu hoạch nó mùa này mùa khô rồi thì người ta phát nương phát rẫy thì mới thả ra đây. Ở đây cũng toàn đá thôi, đá kèm đất và đất đây rất tốt. Trên kia là cái ngọn núi Phía Dạ. Và đến nhà này lấy cái nước từ trên đỉnh núi xuống, kéo nước từ trên xuống. Đá này, người ta dồn vào xếp đống từng đống. Ít con lợn này phải chết tạ đói chưa mi ít đây mới phải là lợn đen nhá các bạn nhá. Lợn đen bò vàng. Nhà nhiều bò đấy, nhiều bò, nhiều chuồng bò và nhiều chuồng lợn đấy. Như thế này là kinh tế khá giả đấy các bạn. Nhà như này là đây khá giả. Này ra đường thôi. Chém miền núi. Đây, chú lợn. Người này. Chó này. Gà chơi với nhau. Gì đấy? Mổ gà á? Thấy nghiện lạ. Chạy. Cô gái đấy không bên nào tìm mông. Chắc ông bố và chồng là đi lên nương rồi. Giờ có ba mẹ con nhà. Bốn mẹ con đấy. Cuộc sống ở đây với cái gia đình mà có như thế này là cũng khá rồi đấy các bạn. Đây máy bừa. Có xe máy này, có máy bừa này, có tivi này. Đó, cuộc sống ở đây mặc dù là miền núi nhưng mà chỉ có một tội là gần nhà cửa là hơi tành nghênh thôi. Nhà bằng cây bằng que này. Thôi mình không vào nhà nhá, chưa được xin phép. Chưa xin phép mình không vào. Đó, nhà bên kia mình vừa thăm. Nhà này.
này mỗi năm. Tôi xin chào các bạn nha, hôm nào tôi lại quay những ngôi nhà khác cho các bạn xem nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thích thì hãy chia sẻ video, đăng ký để ủng hộ tôi. Cảm ơn nha, bye bye.